Vâng, và xin chào toàn thể các bác đã quay trở lại với âm thanh thân tiến của em ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì em đang có một cái bộ dàn với cái tầm trị giá là 80 triệu setup cho anh Tiến ở tại thôn Thần, Minh Đức, Ứng Hòa, Hà Nội các bác nhé. Đấy, và ngày hôm nay thì nói chung là đã được gọi là mở dịch rồi và anh em đang trên đường đi setup, trên đường đến nhà anh Tiến. Và với cái cấu hình của anh Tiến ngày hôm nay, với cái tầm giá là 80 triệu thì nó sẽ đầy đủ toàn bộ là các cái dòng cao cấp các bác nhé. Có thể kể đến như là hai đôi loa đến từ thương hiệu La Top này, một con súp trầm hơi và thêm cả một cục đẩy 4 kênh. Đấy, kèm thêm cả vang số, kèm nọc xì, cả một con mic không dây các bác nhé. Nói chung với cái tầm trị giá lên tới 80 triệu thì anh Tiến ở đây đã đủ combo, nguyên một cấu hình combo và toàn những sản phẩm chất lượng. Ok, ngay bây giờ hãy cùng em theo chân em để em setup cho anh Tiến cái bộ dàn ngày hôm nay các bác nhé. Đầu tiên là hai đôi loa đến từ thương hiệu La Top. Anh Tiến thì đã trang bị cho mình một đôi loa đứng và một đôi loa loa nằm để treo lên các bác nhé. Đấy, rất là ok với cái dòng loa cùng thương hiệu La Top. Các bác có thấy rằng là đa số các cái bộ dàn mà bên em setup trong các cái tầm giá phân khúc cao ấy, các cái tầm phân khúc kiểu như là dành cho các gia đình VIP, như là home VIP như này, các cái bộ dàn trong tầm khoảng tầm trên 50 triệu đổ lên chẳng hạn. Đấy, 80 triệu như này thì đa số là bên chúng em toàn là các cái bộ dàn loa đến từ thương hiệu La Top đúng không ạ? Chắc chắn rồi, bởi vì loa La Top nó là một cái gì đấy nó quá là đặc biệt ở trong các cái bộ dàn cao cấp rồi. Thứ nhất là về cái hình dáng vô cùng đẹp, dáng rất tinh tế, rất sang trọng. Loa La Top thì các bác có thể là gặp ở rất nhiều chỗ, cũng như là trong các quán bar, các quán hát thì chắc chắn là các bác dễ dàng bắt gặp được các cái đôi loa La Top này rồi. Bởi vì thứ nhất là nó sẽ mang lại cái sự sang trọng, không chỉ ở trên cái thân loa, nó mang lại cái sự sang trọng cho nó, mà những không gian xung quanh nó cũng đem lại cái sự sang trọng đúng không ạ? Thì đấy là cái điểm nổi bật của cái loa La Top ngày hôm nay, cũng là cái mà anh khách lựa chọn. Thì đấy là về kiểu dáng đúng không ạ? Còn tại sao lại lựa chọn loa La Top cho các cái bộ dàn cao cấp? Thì chắc chắn là về cái chất âm của nó phải cực kỳ đặc biệt, cũng như là chất âm của nó phải cho ra một cái chất âm vô cùng chuyên nghiệp đúng không ạ? Loa La Top thì nó được cái là cái chất âm của nó nghe cực kỳ hay. Chất âm của nó nghe thì thứ nhất là nghe cái chất âm tiếng bass của nó rất là dày, rất là sâu. Còn cái tiếng chép của nó thì nó đánh rất là sáng tiếng, rất là trong. Đấy, cho nên là các cái dòng bộ dàn cao cấp hay là các cái quán bar thì đa số đều là lựa chọn các cái dòng loa La Top ngày hôm nay. Đấy, một đôi là LV12. Đấy, đã quá nhiều trong các bộ dàn mà khi mà bên âm thanh Tân Tiền chúng em đi setup. Đấy, các bác đều đã chọn các cái đôi loa La Top cho bên mình. Đấy, hay là một đôi loa dáng treo như này, treo rất là đẹp đúng không ạ? Đấy, đây là về phần loa các bác nhá. Ok, thì kèm theo đấy, với một cái cấu hình ngày hôm nay đó chính nhỉ, hai đôi loa đấy đúng không ạ, cộng với cả thêm một cục súp trầm nữa, thì cục đẩy của nó sẽ phải lựa chọn cái cục đẩy như thế nào, thì chắc chắn bên âm thanh Tân Tiến chúng em thì cũng quá nhiều kinh nghiệm trong cái việc gọi là lựa chọn cũng như setup bộ dàn rồi, thì chắc chắn cái cục đẩy ngày hôm nay đó chính là cục đẩy đến từ thương hiệu BF Audio với cái series là 8000 4-5 mã, thì đây sẽ là một cái dòng cục đẩy hợp lý nhất cho cái bộ dàn ngày hôm nay. Đây là một cục đẩy 4 kênh nha các bác nhé. Các bác có thể nhìn qua cái hình dáng của nó, theo em cảm nhận cũng như là cá nhân em từng đi setup với rất nhiều khách, thì đây là một cục đẩy có cái dáng của nó rất là ưa nhìn. Các cái cục đẩy đến từ thương hiệu BF Audio thì cái kiểu dáng cũng như là cái thiết kế của nó thì rất là bắt mắt, cũng như là cực kỳ sang trọng, rất là phù hợp trong một cái không gian nó sang trọng kèm theo các cái bộ loa đúng không ạ? Các bộ loa sang trọng thì tất cả các thiết bị của nó đi kèm thì phải toát lên cái độ chuyên nghiệp của nó. Đấy, ok. Thì đây sẽ là một cái cục đẩy hợp lý nhất trong cái bộ dàn cũng như cái cấu hình của anh ấy ngày hôm nay nhé các bác nhá. Cái cục đẩy này thì em sẽ nói qua về cái phần công suất của nó một chút. Thì con này ở tại cái chế độ 4 ohm ấy thì nó sẽ cho ra cái công suất là 1200W. Còn các bác đánh ở trong chế độ 8 ohm thì chắc chắn nó sẽ cho ra một công suất rất là khủng, đó chính là 2400W các bác nhá. Công suất rất khủng. Đấy, cộng với cái độ gọn nhẹ như này ấy thì quá là ok cho cái bộ dàn ngày hôm nay. Và đặc biệt thì con đẩy ngày hôm nay nó sẽ là công nghệ xử lý mạch Class H, cho nên là cái độ bền thiết bị chắc chắn sẽ rất là cao. Đấy, để mà hỏng được con đẩy này thì chắc chắn là cả chục năm các bác nhá. Gần như là em chưa bao giờ thấy ai kêu hỏng được con đẩy như này cả. Đấy, cho nên là ở đây sẽ là một cái bộ dàn cũng như là sẽ làm cục đẩy lựa chọn tối ưu nhất trong cái bộ dàn ngày hôm nay.
Và nhắc đến đẩy BF thì không thể nào thiếu các cái con vang, vang số đến từ cùng thương hiệu rồi. Bởi vì đa số đẩy BF thì vẫn là thiên hướng là dùng các cái dòng vang BF thì nó sẽ là hay nhất. Đấy, thì con vang BF ngày hôm nay thì cũng giống như bao bộ dàn khác thôi. Thì bên Âm Thanh Tân Tiến chúng em vẫn chọn ra các cái con vang số BF K3000. Đấy, thì đây là một cái dòng vang mà nó cho ra cũng như là cái chất tiếng của nó, bên em đi setup rất là nhiều thì chất tiếng của nó cho ra là quá hay rồi các bác nhá. Thì đây sẽ là một cái dòng vang mà nói chung là các bác đã biết đến kênh Tân Tiến thì chắc chắn là các bác đã từng biết qua con vang K3000 rồi. Bởi vì bên chúng em đi setup phải nói là rất nhiều, từ bộ dàn gia đình hay là các bộ dàn karaoke chuyên nghiệp thì gần như đều chơi các dòng vang của BF Audio. Và con K3000 này là cái con gần như là được nhiều các bác lựa chọn nhất, bởi cái hình dáng cũng như là cái vi xử lý cũng như cái công nghệ bên trong ấy, cái cho ra một cái chất tiếng rất là chân thực. Đấy, và đã là cái dòng vang số rồi thì cái chất lượng của nó khi mà các bác hát karaoke thì bao giờ nó cũng ok hơn. Đấy, chống rú này hay là xử lý các cái chất tiếng hay là xử lý các cái chất nhạc ấy, rất nhiều các chế độ nhạc cho các bác hát. Thì đây sẽ là một cái con vang mà được đánh giá khá là cao cũng như là được bên Âm Thanh Tân Tiến chúng em setup rất nhiều. Đấy, cho nên đa số các bác khi các bác chơi các dòng vang của BF thì từ trước giờ em toàn thấy các bác khen thôi. Đấy, các dòng vang của BF như này thì nó rất là hay. Đấy, mà đặc biệt này, cái tầm giá của nó cũng tốt các bác nhá. Ok, đấy thì là cái con vang trong cái bộ dàn ngày hôm nay của anh ý. Linh hồn của dàn anh ý là được đặt lên con vang BF Audio K3000 ngày hôm nay các bác nhá. Đặc biệt hơn nữa thì trong một cái cấu hình của anh khách ngày hôm nay thì anh còn chơi cho mình thêm một cái dòng lọc xì nữa, là một con lọc đến từ thương hiệu Echo và cũng như là với cái model là Equire 2500 các bác nhá. Thì các bác biết đến rồi, đây là một cái dòng lọc của Hàn Quốc với cái giải tần của nó quá là rộng, giải tần từ 16Hz cho đến 32.000Hz. Thì đây là một cái con lọc xì mà phải nói là với cái tần số rất, với một cái giải rộng như vậy thì nó sẽ căn chỉnh bát chép của nó lên rất là sáng. Đấy, các bác sẽ căn chỉnh được tối đa rất là nhiều, cộng với cả tích hợp 24 cần gạt thì đây là một con lọc mà đáng dùng trong một bộ dàn karaoke cao cấp như này các bác nhé. Đấy, thì với cái lọc như vậy thì các bác có thể nghe nhạc nó sẽ rất là ok. Đấy, nghe nhạc sẽ hay hơn rất là nhiều khi bát chép các thứ các bác có thể tự tùy chỉnh theo cái cảm giác, cái cách mình chỉnh sao cho hay, đúng không ạ? Thì đấy sẽ là một cái điểm mà em nghĩ là ăn tiền đối với cái bộ dàn cao cấp ngày hôm nay các bác nhé. Cộng với lại cái dòng mic mà ngày hôm nay anh Tiến lựa chọn bên em là một cái dòng mic với cái model là P6. Mic này là một dòng mic nhập khẩu chính hãng đến từ thương hiệu Apollo Audio. Thì đây là một cái dòng mic mà từ trước giờ bên Âm Thanh Tân Tiến chúng em cũng đánh giá rất là cao cái dòng mic này, bởi nó đem lại cái sự tiện lợi cũng như nó tích hợp quá là nhiều công nghệ trong đây. Một số cái công nghệ nó rất hay, em có thể kể đến chúng ta các bác, đó chính là công nghệ tự động chống rú rít. Cái công nghệ này thì rất nhiều các dòng mic khác làm rồi nhưng mà không được tốt như cái dòng này. Cộng thêm cả cái công nghệ phát hiện ra tốc rơi nữa, đúng không ạ? Nó đảm bảo vệ mic rất là tốt. Kèm vào đấy thì cái kiểu dáng của nó cũng rất là sang trọng, thì quá là phù hợp trong bộ dàn ngày hôm nay. Cái chất tiếng của con mic này cho ra thì khi các bác cầm mic ý, thì các bác hát karaoke thì các bác sẽ cảm nhận được rõ nét nhất. Đấy, còn khi mà em mô tả nó lại cũng như là cái quá trình mà bên chúng em setup cũng như là bên chúng em trải nghiệm thì đây là một cái dòng mic nó cho ra cái chất tiếng rất là sáng, thu giọng từ các bác lại và nó truyền đạt ra một cái chất giọng rất là trung thực. Đấy, cái chất giọng này thì bác nào trọng giọng cao, giọng trầm các thứ nó biểu hiện rất là rõ nét luôn. Thì đây là một cái dòng mic mà anh khách lựa chọn là rất là phù hợp trong cái bộ dàn ngày hôm nay các bác nhé. Đấy, ok. Ok, và cái sản phẩm cuối cùng trong bộ cấu hình ngày hôm nay của anh khách thì là một con súp trầm đến từ thương hiệu GT. Đây là một cái dòng súp trầm, nó là một con súp trầm mà từ trước giờ bên Âm Thanh Tân Tiến chúng em cũng đã đi setup rất nhiều rồi các bác nhá. Để mà nói trong một cái con súp trầm này thì ở đây em sẽ nói một cách ngắn gọn, đó chính là chất âm và cái chất tiếng của nó cho ra rất là uy lực, và cũng như là cá nhân khi mà các bác nghe được, các bác trải nghiệm ở ngoài thì đây sẽ là một cái dòng súp trầm đáng mua, đáng sử dụng nhất các bác nhá. Nhất là trong cái tầm không gian gia đình hoặc là không gian các cái không gian sự kiện ấy, thì các bác chơi cái dòng súp trầm GT này thì rất là uy lực, rất là hay luôn các bác nhá. Riêng về cái con súp này thì em sẽ dành ra cho tất cả các bác một cái video giới thiệu chi tiết nhất về cái sản phẩm này các bác nhá. Bởi vì trong một cái video đi như thế này thì em sẽ không thể nào giới thiệu được hết. Em sẽ giới thiệu ở một cái video gần nhất, sắp tới nhất.
ở một con súp trầm như này, bởi vì con súp trầm này quá nhiều các bác yêu cầu bên chúng em làm. Đấy, thì đây sẽ là một cái con súp trầm mà em sẽ setup trong cái bộ dàn ngày hôm nay. Đấy, nhưng mà sắp tới em sẽ làm ở một cái video khác để cho tất cả các bác có cái nhìn khách quan nhất về con súp này. Bởi vì súp hay thì nó sẽ có rất nhiều cái để nói các bác nhé. Đấy, ok. Và như vậy thì bên Âm Thanh Tân Tiến chúng em cũng đã đi setup cũng như là giới thiệu qua cho tất cả các bác một cái cấu hình bộ dàn mà anh khách chọn lựa chọn của bên Âm Thanh Tân Tiến chúng em ngày hôm nay. Đấy, và nói chung là setup trong cái bộ dàn này của anh ấy trong cái thời điểm dịch thì nó đi lại nó khá là khó khăn. Đấy, em đi lại các thứ nó em đều phải có các cái giấy test Covid, rồi là nói chung là ở ngoại tỉnh thì vẫn đi được nhưng mà trong cái tầm này thì hơi khó khăn. Đấy, các bác nào mà đang muốn chơi cho mình ấy thì các bác lưu ý về cái vấn đề này một chút. Cũng như là mong tất cả bác giữ gìn sức khỏe trong cái thời buổi dịch bệnh như này. Đấy, cái không gian của anh Tiến thì nó khá là rộng bởi vì anh vừa kết hợp cả quần áo, giày dép lẫn cả một phòng không gian phòng khách luôn, cho nên là nó sẽ khá là rộng như này. Và quần áo của anh cũng như giày dép các thứ của anh toàn quần áo xịn, toàn quần áo đẹp các bác nhá. Mà anh chị rất là vui tính, các bác lên qua ủng hộ. Đấy, ngày hôm nay đi setup mỗi loa thôi mà anh đã chuẩn bị cho mấy cân cam cộng với cả còn giữ chân chúng em ở lại ăn uống xong mới về các bác nhá. Đấy, rất là quý khách luôn. Đấy, cho nên bác nào mua quần áo giày dép thì ghé qua đây là cực kỳ hợp lý các bác nhá. Đấy mà em chia sẻ vui cho các bác ở trong một cái bộ dàn cũng như là trong một cái ngày đi setup dàn cho anh khách thôi. Còn đối với bác nào mà đang quan tâm các sản phẩm đến từ bên Âm Thanh Tân Tiến, đặc biệt là các cái bộ dàn như này thì có thể nhanh chóng lập tức cầm điện thoại lên và liên hệ ngay về số điện thoại 081 8888 5555 để được bên chúng em tư vấn và hỗ trợ từ các bác để có một cái bộ dàn âm thanh chuyên nghiệp cũng như là vô cùng hợp lý cho cái gia đình nhà mình các bác nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong các video sau. Xin chào.